Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món thịt. Thì món này được gọi là thịt bung. Món thịt này nó hoàn toàn khác với thịt kho tàu, nhưng ăn thì rất là ngon và đặc biệt ha. Thì để làm món thịt bung hôm nay, các bạn có thể sử dụng thịt giò heo rút xương hoặc là thịt vai. Thì hai loại thịt này sẽ rất là ngon ha, hợp cho cái món thịt bung. Thì ở đây mình hôm nay mình có khoảng 1 kg thịt giò heo rút xương. Mình cắt, mình đã qua công đoạn rửa, chế biến rửa thiệt là sạch để ráo và cắt ra từng miếng nhỏ như vậy, khoảng chừng 3 ngón tay ha. Cắt thì cũng giống như là thịt kho tàu thôi ha. Đây, mình sẽ cắt ra từng miếng như vậy ha, cho nó vừa ăn và cũng đẹp nữa, đẹp mắt. Đây, rồi bây giờ mình làm tới đâu mình sẽ chia sẻ tới đó để cho các bạn dễ hiểu và dễ làm hay dễ nhớ nha. Thì đây là 1 kg ha. Thì trước tiên mình sẽ đi bắt lên một cái ấm nồi nước. Một nước thì tương đương với cái lượng, tùy theo cái lượng thịt của mình sử dụng, mình sẽ nấu cái lượng nước làm sao để cho mình ngâm nó sắp sắp cái mặt thịt là được ha. Lượng thịt 1 kg thì mình sẽ cho khoảng 1 lít tới 1 lít 2 nước thôi, để cho cái thịt mình nó sắp sắp. Rồi mình luộc như thế nào mà mình thấy nước nó nóng mà cái tay mình có thể đụng vào được, chứ đừng có nóng quá ha. Cái tay của mình còn có thể đụng vào được trong nước là khoảng tầm chừng 5 tới 60 độ, 50 tới 60 độ ha. Rồi mình tắt bếp, cái độ nóng của nước mình có thể chạm tay vào được ha các bạn, nhớ nha, đừng có để quá nóng thì sẽ không được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nước này 2 muỗng canh sữa đặc. Sữa đặc là sữa ông thọ đó các bạn. Mình sẽ cho vào trong này 2 muỗng canh sữa đặc. Rồi mình cho 1 muỗng canh baking soda là bột nở đó các bạn. Đây, cái baking soda nè, là bột nở ha, bột mà dùng để nấu ăn làm bánh đâu đó. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái thịt vào đây để ngâm nha các bạn. Mình sẽ dùng tay mình trộn cho nó đều cái sữa với cái baking soda này ra, rồi mình cho hết cái thịt heo vào ngâm. Nhớ là nước nóng khoảng 50 tới 60 độ thôi, chứ không có nước sôi nha các bạn. Đó, sắp sắp cái mặt thịt như vậy. Sẽ ngâm thịt trong vòng 20 phút để cho cái thịt mình nó được thiệt là sạch và nó được thơm. Thì cái cách ngâm như vậy á, nó sẽ tẩy được cái chất dơ, chất hôi trong thịt, và đồng thời nó cũng sẽ làm cho cái thịt mình, miếng thịt mình được thơm, và lúc mình kho lên á, nó sẽ cũng mau mềm và nó sẽ, cái miếng thịt nó sẽ ăn sẽ bùi bùi hơn ha. Bây giờ mình sẽ ngâm đây 20 phút rồi mình lấy ra mình ướp nha. Mình sẽ sử dụng khoảng 30g củ hành tím và 30g đầu hành lá. Mình sẽ đi đập thái nhỏ và đập dập dập ha, thái nhỏ nha. Không cần phải bằm, thái lát thôi. Thịt sau khi đã ngâm được 20 phút, mình sẽ đi vớt ra nha. Không có rửa lại nha các bạn. Cái này mình đã rửa sạch và mình ngâm cái này để mình xử lý mùi và mình làm cho miếng thịt mình kho ra nó thơm ngon hơn thôi. Đây, mình sẽ vớt ra, vẩy cho nó ráo hết cái sữa đi, rồi mình cho nó qua một cái thau để mình ướp luôn. Rất là thơm luôn. Mình sẽ vớt hết ra ha. Cái sữa này mình bỏ nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái nồi này, mình rửa sạch, mình dùng cái nồi này để mình làm nước màu để mình ướp thịt luôn ha. Nếu như các bạn chưa có nước màu thì mình sẽ đi thắng nước màu, giống như những cái cách mình đã chia sẻ làm nước màu ha, màu đường á. Còn nếu như có rồi thì mình sẽ nêm ướp vào thôi ha. Thì trước tiên mình sẽ sử dụng cái bột ngũ vị hương. Mình xài cái hiệu này, hiệu con nai, bột ngũ vị hương là Five Spy á các bạn. Five Spy Power.
Mình sẽ sử dụng khoảng một muỗng cà phê, một muỗng vị hương, khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nha, hạt tiêu. Rồi mình sẽ cho lên đây nước màu, nước màu. Rồi mình sẽ cho một muỗng cà phê đường. Nếu các bạn không ăn đường thì không cần cho thêm, tại vì cái sữa mình ngâm nó cũng có một chút đồ ngọt ha. Xíu nước mắm, khoảng một muỗng canh nước mắm. Nếu nhà mình ăn bột ngọt thì cho nửa muỗng cà phê bột ngọt, còn không ăn thì mình cho hạt nêm ha, một muỗng cà phê hạt nêm, ớt sa tế, tùy theo các bạn ăn được cay ít hay cay nhiều, mình cho một muỗng cà phê hơi vun một chút. Rồi một xí muối nữa, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Rồi đây hành, đầu hành với hành tím mình cho vào luôn. Mình sẽ ướp trong vòng 2 tiếng, ít nhất là 2 tiếng thì cái thịt mình của mình nó mới thấm ha. Rồi nếu mà có thể để qua đêm trong tủ lạnh thì càng ngon. Mình sẽ ướp 2 tiếng ở đây rồi mình sẽ chia sẻ tiếp. Nếu ở xứ nóng thì các bạn cho thịt vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Mình đậy kín lại nha, để cho cái thịt nó được tươi, ngon, nó không có bị hư á. Còn nếu ở xứ lạnh thì cứ để như vậy ở ngoài, đậy nắp lại ha, trong vòng 2 tiếng. Hoặc để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh nhớ nha. Rồi thịt sau khi mình ướp được 2 tiếng rưỡi rồi nè. Hình như mình đã nói là ít nhất là phải 2 tiếng ha. Thì bây giờ được 2 tiếng rưỡi rồi, mình sẽ đi làm nha. Rồi bắt lên bếp một cái nồi. Đây là cái dầu mình phi tỏi đó, mình cho vào một muỗng canh thôi. Rồi mình cho thêm miếng xíu tỏi, mình khử cho thơm. Mình chừng muỗng cà phê tỏi ra, tại vì mình ướp hành trong đây nè, cho nó thơm lên là được, chứ không có cần phải cháy ha. Rồi mình sẽ cho hết cái thịt này vô. Rồi bây giờ mình sẽ xào cho nó săn cái thịt lại ha. Rồi mình sử dụng cái nước dừa này nè, nước dừa cho kho thịt nè. Còn nếu mà các bạn có dừa tươi thì càng tốt ha. Mình sẽ cho nước dừa, còn nếu không có nước dừa thì nước lạnh cũng được ha. Mình sẽ cho bằng sắp sắp mặt thịt thôi, nhưng mà phải chờ cho nó săn lại nha, rồi mình mới cho nước dừa này vào. Rồi bây giờ cái thịt của mình nó đã săn rồi ha. Đây cái nước dừa này mình cho vô trong cái nồi này mình tráng nha, mình tráng cái gia vị trong đây nãy mình ướp á, phải cho vào hết luôn. Còn lại cái phần nước dừa này mình cho vào hết. Nếu mình thấy thiếu thì mình sẽ cho thêm nước. Như mình đã nói, nếu mà các bạn không có nước dừa thì cho nước lạnh cũng được ha. Đó, cho nó sắp sắp với cái mặt thịt thôi. Rồi mình để cho nó sôi, lửa lớn cho nó sôi lên, rồi mình dặn lửa riêu ha. Rồi mình đóng nắp mình âm, mình dặn lửa riêu lại nha. Lúc nó sôi lên mình vớt bọt đi rồi mình mới đậy nắp lại ha. Đây, bây giờ nó sôi lên mình sẽ vớt cái bọt này đi ha, vớt bỏ bớt mấy cái bọt dơ này đi, rồi mình dặn lửa thiệt là nhỏ lại để mình cho nó riêu như vậy tầm một tiếng rưỡi gì đó, để cho nó
từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi cho nó, cái thịt nó thiệt là mềm mềm nhưng mà vẫn còn giòn, là tại vì cái thịt thịt đùi á, chỗ thịt giò heo rút xương á, cái giò heo rút xương rất là ngon, nó có cái độ giòn giòn, cái mỡ nó giòn giòn. Vớt ra hết thì mình cho lửa nhỏ lại ha. Rồi bây giờ mình để lửa thiệt là riêu nhỏ thôi ha, mình đậy nắp lại. Mình để riêu như vậy khoảng chừng 20-25 phút, mình mở ra mình đảo nó 1 lần. Nãy giờ là được 35 phút rồi nè. Mình sẽ mở lên mình trộn. Bây giờ mình sẽ mở nắp chứ không đậy nữa ha. Mình đậy nắp như vậy để cho cái thịt nó chín á, rồi bắt đầu mình sẽ mở để lửa riêu cho đến khi nó khô, còn nước ít ít sắp sắp như là có thể ăn được rồi ha. Bây giờ là được hơn tiếng rồi nè, khoảng tiếng 10 phút thì bây giờ nó rặt xuống dày, thì mình để lửa thiệt là riêu á, miếng thịt nó cũng đã bắt đầu mềm mềm rồi. Khoảng chừng 20 phút nữa là ok ha. Nó rặt nước lại chút xíu nữa. Rồi gia vị thì mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình ha. Nếu như vậy thấy được rồi thì thôi, còn không thì mình sẽ nêm lại theo khẩu vị gia đình nha. Mình chút xíu nó rặt xuống tí nữa là nó sẽ sắc hơn, nó sẽ mặn hơn, cho nên các bạn cẩn thận nếm, đừng có quá mặn, đợi nó rặt xuống hết đi ha. Sau 1 tiếng rưỡi thì thịt mình nó rặt lại như vậy nè các bạn. Đó, như vậy là rất là ngon luôn ha. Thịt bây giờ thì nó thơm lừng luôn. Cái gia vị thì rất là vừa, không có cần phải nêm nữa nha các bạn. Rồi, các bạn coi nè. Thịt này mềm như vậy nè. Đó, mềm ha. Mình xiên nó qua luôn nè. Đó, nó rất là mềm luôn. Mình thấy có cái phần mỡ này nó rất là dai dai nè. Giòn giòn, rất là ngon. Vậy là mình sẽ ăn với cơm trống hoặc ăn với bún thì rất là tuyệt vời ha. Nó khác với thịt kho tàu, cái hương vị á, nó thơm mà nó béo hơn, rất là hấp dẫn luôn. Đó, ngon chưa? Nước thì mình để nước chút xíu, nước kẹo kẹo như vậy để mình chan ăn thì rất là ngon ha. Còn phải ai thích cho khô thì sẽ làm thêm 10 phút nữa cho nó khô lại luôn. Mình chỉ sẽ để nước chút xíu như vậy để mình có thể chan với bún nha các bạn. Hấp dẫn quá ha, màu sắc rất là đẹp, rất là thơm luôn, gia vị vừa rất là vừa phải, ngọt bùi béo mặn thì có hết. Rồi nếu yêu thích video món thịt của mình hôm nay thì các bạn hãy giúp mình cho một cái thumbs up và cũng như là đăng ký kênh nếu như các bạn chưa đăng ký, để ủng hộ cho mình để mình có động cơ để mình làm ra nhiều cái video hơn nữa nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.